Chamlaya có cũng xây dựng thêm một cái nơi vui chơi cho trẻ em. Bên đây là bãi xe ô tô ha, cũng để được khoảng hơn chục chiếc. Mặt trước cũng là bãi ô tô ha các bạn, bãi đậu ô tô rất rộng, thì khá là rộng, thì cũng khá là nhiều. Thì bây giờ mình di chuyển ra mặt trước của bên Chamlaya. Bây giờ mình di chuyển ra phía mặt trước ha. Chiều chiều các bạn có thể đưa con, cháu, những đứa trẻ đến đây để chơi trò chơi ha. Thì ở đây cũng khá là mát. Ở đây mát lắm, ở đây mát lắm bạn. Giờ này 2:30 mà nó khá là mát. Hình như hướng của mình đang đứng là hướng đông. Bây giờ mình di chuyển đến mặt ngoài của Chamlaya. Thì phía mặt ngoài này cũng có một cái sân cũng khá là rộng. Thì nhiều cư dân này cũng để ô tô ở đây nè các bạn. Đó, mặt ngoài của Chamlaya. Các bạn thấy xa xa phía trước có xe máy di chuyển đó. À, có container nữa nè. Thì thực tế mình chia sẻ thật với các bạn là tuyến đường này là có container, nhưng mà không sao, tại vì đường ở đây nó cũng khá là lớn. Thì như các bạn biết, tại đường xá Việt Nam mà, chỗ nào mà chẳng có container đâu. Nhưng mà cái điều đó cũng không phải là cái điều đáng lo ngại để mà các bạn chọn một cái nơi an cư như là Chamlaya, và sắp tới là dự án Cham City mà lúc nãy mình đã chia sẻ đó. Tại vì các bạn ở nơi này á, con cái các bạn có thể là được một cái nơi gọi là có rất là nhiều tiện ích. Ngoài cái tiện ích nội khu của Cham, thì bên cạnh nó, kế bên cạnh nó có tiện ích của trung tâm thương mại Vincom của tập đoàn Vingroup. Đó, các bạn thấy cái logo Chamlaya không ạ? Đó, đây là chia sẻ. Thực tế phía trước này có một cái hồ cảnh quan nữa nè. Sáng sớm các bạn có thể đến ga đây này để mình tập thể dục, rồi mình uống cà phê buổi sáng ở đây. Rồi bên cạnh đó trung tâm thương mại Vincom nè, mình có thể qua đó mình dùng một ly cà phê. Đây là cô lao công, cô đang quét dọn rác của lá cây. Thì ở đây chăm chút cũng khá là kỹ ha, chăm chút môi trường khá là kỹ. Thì bạn cũng hoàn toàn yên tâm khi mà mình sống trong một cái nơi mà được ban quản lý chăm chút về cái môi trường sống cho chúng ta. Bây giờ mình di chuyển qua phía bên gần hơn về trung tâm thương mại Vincom ha. Về tiến độ của trung tâm thương mại Vincom như nãy mình chia sẻ, nó cũng bạn nhìn thấy nó cũng sắp hoàn thiện rồi, nó nhanh thôi. Tiến độ thì những như đã thấy trên thị trường cũng bất động sản á, thì tập đoàn Vingroup là một trong những tập đoàn xây dựng cũng khá là nhanh, triển khai tiến độ khá là nhanh. Thế này không chừng năm nay là bàn giao là có khách hàng luôn nha các bạn. Thì tập đoàn Vingroup á, mà xây dựng Vincom mà đi tới đâu á, là nơi đó trở thành gọi là điểm vàng của bất động sản. Như thể hiện nó như tỉnh Sóc Trăng nè, Cần Thơ, Cà Mau chẳng hạn. Thì các bạn không tin, các bạn có thể đến nơi những cái nơi mà có trung tâm thương mại Vincom, thì các bạn sẽ thấy thực tế của nơi đó như thế nào. Mình review lại Chamlaya một cái ha, để mình tiếp tục mình di chuyển qua phía bên xây dựng của tập đoàn Vincom. Tập đoàn Vingroup đó là Vincom đó. Vincom cũng có đưa ra một cái câu là vị trí chiến lược, tương lai sinh lời. Thì mình đầu tư là đầu tư cho tương lai nha các bạn. Đây mình review phía bên ngoài gần ngã tư đó. Đây là công trường xây dựng của tập đoàn Vincom, đó là tập đoàn Vingroup, đó là Vincom. Thì xây dựng công trình này là đó là bên thầu xây dựng An Phong. An Phong là một trong những đơn vị thầu xây dựng khá là lớn tại thị trường Việt Nam.
Thôi, nào mình xin kết thúc cái video của mình ở đây ha. Các bạn nhanh nhanh tay để mà gọi ngay cho mình để mà nhận một cái booking. Booking giai đoạn đầu, giai đoạn đặt số thứ tự. Giai đoạn đặt số thứ tự là giai đoạn cũng khá là quan trọng để chọn căn đẹp nhất, căn tốt nhất và giá tốt nhất. Kiếm rồi, gì kiếm rồi. Hãy booking ngay nha các bạn. Booking ngay cho mình. Mình bên sàn Nam Hưng Len nha. Để quay mình một cái. Đây. Đây là mình nha các bạn. Đây là anh Giang đẹp trai. Giang đẹp trai phong độ đại ngời.